Em xin chào tất cả cô chú anh chị Hoa Lan trên toàn quốc nhá. Nay em lại lên rất là nhiều những mặt hàng thuần tại vườn nhà em cho các bác sưu tầm nhá. Đầu tiên em lên đây là một giò đuôi cáo. Giò cáo gồm có 3 cây nhá bác nhá. 3 cây xếp rất là đẹp đấy ạ. 3 cây xếp về rất là đẹp đây. Đấy. Giò cáo này mã số 283 có giá là 400.000 nhá bác nhá. 400.000 mã số 283 đuôi cáo. Cây xếp rất là đẹp, 3 cây ạ. Giò tiếp theo em lên là một giò kiều tím. Kiều tím mã số 285. 285. Rất là nhiều thân tơ các bác nhé. Rất nhiều thân tơ hoa đây. Đấy. Mã số 285 có giá là 300.000 nhé các bác nhé. 300.000 mã 285. Kiều tím. Giò tiếp theo mã số 288. 288 cũng là một giò kiều tím rất là to các bác nhé. Một giò kiều tím rất to. Còn trên cục dớn dài được gần 50cm nhé các bác nhé. Đấy. Một giò rất là to đây. Mã số 288 có giá là 600.000 ạ, 600.000 kiều tím. Tiếp theo là một giò đơn cam, đơn cam. Mã số C91, C91 có giá là 350.000 các bác nhá. 350.000 đơn cam. Đấy, cây bắt đầu đang xuống lá để chuẩn bị ra hoa rồi các bác nhá. C91 có giá là 350.000. Giò đơn cam tiếp theo, mã số C87, C87 có giá là 900.000 nhé các bác nhé, 900.000 ạ. Đấy, trồng 3 khóm 900.000. Sau cái giò này mà ra hoa thì nó phải loại là rực rỡ luôn các bác nhé. Tiếp theo mã số 286, 286 có giá là 150.000. Đây là giò môi tua. Môi tua rất nhiều thân tơ đây các bác này, thuần rất là lâu rồi các bác nhé. Ồ, thuần rất lâu rồi. 150.000 mã số 286 môi tua. Giò tiếp theo lên là một giò kiều vàng. Kiều vàng siêu to luôn các bác nhé. Giò này rất là to. Mã số 284 có giá là 350.000 các bác nhé. 350.000 mã 284. Một giò rất là to kiều vàng. Còn rất là lâu rồi các bác, nhìn xem cái bộ rễ của nó đi. Quá ưng rồi nha các bác nhé. Đấy. 350.000 mã 284. Tiếp theo nữa là một giò kiều vàng mã số 147 có giá là 280.000 các bác nhá. 147 280.000, một giò cũng rất to đấy các bác nhá. Một giò cũng rất to, rất nhiều thân tơ đây. Đấy, rất nhiều thân tơ luôn. Có giá là 280.000 các bác nhá, 280.000 giò kiều vàng này. Tiếp theo, em lên là một giò tam bảo sắc mã số 295. 295 tam bảo sắc, giò này gồm 1 2 3 4 5 6 cây. 246 cây. Có giá là 170.000 các bác nhá, 170.000 tam bảo sắc. 170.000. Phần trên cái đĩa giớn phi 25 nhá các bác nhá. Phi 25. Tiếp theo là một giò, một giò kiều vuông, kiều vuông một giò rất là to, rất là nhiều thân lá đấy các bác nhá, rất nhiều thân lá. Đây cái thân này nó bị rụng lá nhưng mà nguyên nó là thân tơ chưa ra một cái mắt hoa, chưa một mắt hoa ra luôn. Đấy. Có 1 2 3 4 5 6. Có 6 cái thân mà nó bị rụng lá, toàn là thân tơ, thân chưa ra một mắt hoa nào luôn nhé. 280 giá 250.000, 250.000 kiểu vuông. Giò tiếp theo hôm lên là một giò kiều dẹt. 281 có giá là 200.000 các bác nhá, 200.000 thuần trên cái đĩa giớn kiều dẹt. Mã 281 200.000. Kiều dẹt. Tiếp theo là một cái giò vương miệng rồng xanh. Đấy, giò này cũng được một bông hoa này, một hoa này, hai hoa, ba hoa, bốn bông hoa. Đấy, bốn cành hoa nhá các bác nhá. Về thì cái giò này các bác cứ chơi lai dai từ giờ đến Tết không hết hoa luôn. Đấy, chơi cành này xong, xong đến cành này rồi đến cành này rồi bắt đầu đến cành này. Đấy, và nó cứ đẻ lác đác từ giờ đến Tết thôi các bác nhá. Đấy, các bác yên tâm là các bác chơi thoải mái luôn. Mã số 263 có giá là 450.000 nhé, 450.000 vương miệng rồng xanh. Đấy, cây lá phát tài hết nhau nhé. Cây lá kẻ lá phát tài hết đây. Và hoa của nó thì cũng phát tài luôn. Đây, cái lụ hoa của nó các bác nhìn xem, những cái lụ của nó cũng có phát tài hết này. Đấy. Đấy, hoa lên rất là đẹp. 450.000 nha, mã số 265. Tiếp theo là một giò hài kim, mã số 292. 292 hài kim. Hải kim này thì một dòng hoa lở vào Tết nha các bác nhá. Hoa lở vào Tết.
Đấy, mã số 292 cũng có giá 150.000 các bác nhá. Đấy, dòng hài kim lở vào Tết các bác nhiều các bác chơi các bác biết rồi, những dòng hài kim kim xanh này nó sẽ lở hoa chuẩn vào Tết luôn. Tiếp theo là một giò hài đuôi công, mã số 291. Đấy, có bông hoa này thì nó cũng vừa lở thôi, về các bác vẫn chơi hoa thoải mái, ở các bác miền Bắc vẫn chơi hoa thoải mái luôn nhá. Mã 291 có giá 200.000. Hài đuôi công. Giò hài đuôi công tiếp theo mã số 293, 293 cũng vậy, vừa mới nở được hai cành hoa, hai bông hoa đây. Mã số 293 cũng có giá là 200.000 nhé, 200.000. 293. Tiếp theo một giò hài Vân Lam. Giò hài Vân Lam mã số 294 có giá là 150.000 các bác nhá, hài Vân Lam 150.000 mã 294. 294 150.000, hài Vân Lam. Tiếp theo nữa một chậu hài dâu xanh. Hài dâu xanh có giá là 150.000 các bác nhé. Hài dâu xanh 150.000. Nhà em thì rất là nhiều hài các bác nhé. Hài nhà em trồng rất là nhiều. Tiếp theo một giò hài vệ lữ. Hài vệ lữ cũng có giá 150.000 các bác nhé. Chậu hài vệ lữ như này 150.000 hài vệ lữ. Tiếp theo là một giò đùi gà. Đùi gà này thì 5 cánh của nó là 5 cánh trắng và họng của nó họng đỏ nhé các bác nhá. Gà đột biến, một xa mã 132 có giá là 200.000, 200.000 cho 1 kg đùi gà đấy. Đấy. Mặt gốc còn nguyên nha các bác nhá. Tiếp theo hôm lên là một cái giò hải yến. Cây toàn cây đẹp nha các bác nhá. Được 1 2 3 4 5 6 7 8 cây các bác nhá. 8 cây hải yến xếp rất đẹp này. Mã số 289 có giá là 250.000, 250.000 mã 289. Cục gỗ thì rất là nặng nha các bác nhá, rất chắc luôn. Tiếp theo lên nữa là một giò quế tím. Quế tím mã số 290. 290 gồm có 6 cây quế tím thuần như này. Đấy, có giá là 160.000 nha các bác nhá, 160.000 quế tím. Tiếp theo nữa một giò tam bảo sắc gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 cây. Mã số 236 có giá là 200.000 nhé, 236 200.000 tam bảo sắc. Tiếp theo một cục kim điệp xuân. Đấy, hàng đã xuống lá để chuẩn bị cho hoa. Mã số 248 có giá là 250.000, một dòng hoa tơ xuân hoa Tết nha các bác nhá. 248 250.000. Tiếp theo lên nữa một giò thập hoa. Thập hoa có giá là 180.000, mã số 209, 209 thập hoa 180.000. 180.000 một giò thập hoa, rất là nhiều mầm nhiều thân nha các bác nhá. Giò tiếp theo nữa em lên một giò trầm cổ, giò này gồm 2 4 6 được 7 thân hoa nhá, và các thân vẫn đang đi ngọn đây các bác nhá, các thân vẫn đang đi ngọn đây, trầm cổ. Mã 187 có giá là 220.000, 220.000 trầm cổ. Một giò thập hoa tiếp theo thuần ở trên một cục gỗ này. Đấy, bộ rễ rất đẹp rồi các bác nhé, già rất đẹp rồi. Mã số 282 có giá là 150.000 các bác nhé, có 150.000. Đấy, một mớ thập hoa như này. Tiếp theo một giò tam bảo sắc, hàng toàn là cây lá xếp nha các bác nhé, toàn cây xếp rụt nha các bác nhé, 3 cây. Đấy, 3 cây xếp rụt, mã số 208 có giá là 150.000 ạ, 150.000 mã 208. Mã tiếp theo lên là một giò đuôi cáo. Hàng bản lá siêu to luôn các bác nhá. Đấy, bản lá phải đến 6 cm nha các bác nhá. Đấy, hai cây là bản lá rất là to, hai cây lá rất to này. Đấy. Mã số 265 có giá là 350.000, 350.000 giò cáo ấy. 350.000. Đấy các bác mua những cái giò này, nếu các bác nào mà biết chơi thì chơi những cái giò như này, sau này nhìn lá nó rất là chất. Tiếp theo nữa là một giò đuôi chồn mã số 198, 198 có giá là 150.000 nhé, 150.000 gồm 6 cây đuôi chồn. 150.000 6 cây đuôi chồn. Giò tiếp theo mã số 167, 167 có giá là 150.000. Đây là một giò thanh đạm nha các bác nhá. Giò thanh đạm, hoa rất là thơm nha các bác nhá. Hoa cũng thơm mùi sữa. Mã số 167 có giá 150.000, 150.000. Thanh đạm. Mã số 134, một giò sơn thủy tiên. Đấy, sơn thủy tiên. Rất là nhiều thân nha các bác nhá, rất nhiều thân tơ đây nhá.
Đấy, và cây thuần ở trên một cái cục cục dớn rất là đẹp đây ạ. Đấy. Mã số 134 có giá là 380.000 nhé, 380.000 sơn thủy tiên. 380.000. Đấy, cây rất là to và mập. Giò nữa, tiếp theo nữa em lên một giò đơn cam. Mã số 241. 241 có giá là 380.000 các bác nhé. 380.000. Tiếp theo nữa em lên là một cái giò u lồi. U lồi mã số 267, 267 gồm 10 thân hoa, thân rất là to các bác nhá, toàn thân to. Đấy, 10 thân hoa, dài sàn sàn là tầm khoảng 35 đến 40 cm nha các bác nhá. Mã số 267 có giá là 220.000. 220.000 mã 267. Tiếp theo mã 268. Cũng một giò u lồi nữa. Đấy, thân dài nhất được hơn 60. Mã số 268 có giá là 270.000, cũng 10 thân hoa các bác nhá. Mầm của nó đang lên rất là đẹp rồi ạ. Đấy, mầm lên rất đẹp đấy nhá. Và mầm non đang bên này, những mầm nhú nhú xanh xanh bên trong còn rất là nhiều. Mã số 286 có giá 270.000. Mã số 259 cũng một giò 24, thân dài nhất được hơn 50 cm. Đấy, một giò như thế này, cũng 10 thân hoa. 10 thân hoa, mầm đang lên rất đẹp rồi. Đấy, có giá là 250.000, mã số 259 nhá. 259 250.000. Giò sơn thủy tiên tiếp theo em lên là mã số 262. 262 có giá là 300.000 các bác nhé. 300.000 một giò sơn thủy tiên to vật vã này các bác này. Thuần trên một cái chậu nhựa phi 25 nhé. Đấy, trồng đầy chặt hết cả chậu rồi. Mã số 262 có giá là 300.000. Đây, môi quạt, một trong những cái dòng lan mà hoa rất là đẹp các bác nhé. Đấy, năm nay được những dòng này, những cái dòng môi quạt này năm nay được người ta săn đón rất là nhiều. Mã số 253 có giá là 250.000, hàng đã thuần trên một củ gỗ ấy. Đấy, mặt hoa rất là đẹp nha các bác nhá. Năm nay nó rất là hot. 253 250.000. Đợt mùa hoa thật sự với các bác còn hàng không có mà bán luôn. Tiếp theo mã số 255. 255 một giò quế trắng tháng 8. Đây. Cây xếp rụt rịt luôn các bác nhá, cây xếp rụt rịt luôn. Một giò có 3 cây xếp rụt như thế này. Mã số 255 có giá là 280.000 các bác nhá, 280.000 thôi. Đấy. 280.000, mã 255. Tiếp theo nữa là một giò cẩm cù. Mã số 239, 239 có giá là 100.000 nhá, cẩm cù là trái tim nhá. Cẩm cù là trái tim. Đấy. Có đến mùa hoa thì chơi mùa hoa, chơi hoa, còn dòng này thì đa số người ta chơi lá là nhiều thôi. Lá rất là đẹp. Giò tiếp theo, hoàng thảo kèn Lai Châu. Đấy, cây đã bắt đầu xuống lá, đang chút lá, chuẩn bị chờ hoa đây. Mã số 240 có giá là 350.000 các bác nhé. Đấy, 350.000. Những dòng này bây giờ đang xuống lá để chuẩn bị do ra hoa rồi. Thế gửi về thì các bác nó rụng vài cái, nó vàng vài cái lá là chuyện quá bình thường thôi. Nên các bác cứ yên tâm, không việc gì hết. Mã số 240 có giá 350.000. Đấy, quy chuẩn của nó là phải rụng lá thì mới ra được hoa. Mã số 254 là một giò kiều tím nữa, có giá là 250.000 nha các bác nhé. 250.000 mã số 254 kiều tím, 250.000. Giò tiếp theo lên là một giò đùi gà tròn. Đùi gà tròn, giò này được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thân hoa đây. Và được rất là nhiều mầm đấy nhé các bác nhé. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nên đã hiện tại là đang lên được 8 cái mầm rồi. Mã số 175 có giá là 250.000, 250.000. Tiếp theo nữa em lên là một giò long tu đá xin hồ. Long tu đá xin hồ mã số 61 có giá là 160.000 các bác nhé. 61 160.000 long tu đá xin hồ, rất là nhiều thân hoa đây. Đây, đây là những thân ra hoa của năm tới đây. Đấy, hoa một loài hoa rất là thơm và rất là bền nhá, cánh rất là dày. Giò tiếp theo lên là một giò nữa là một giò phượng vĩ. Giò này gồm có 15 cành hoa nha các bác nhá. Mã số 260, 260 có giá là 200.000. 260 200.000 phượng vĩ, 15 cành hoa. Phượng vĩ là một trong những cái dòng hoa lan mà nó chịu nắng hạn rất là tốt. Và giò tiếp theo lên nữa là một giò 5 cành trắng Phú Thọ. Giò này được 40 cm nha các bác nhá, 40 cm. Mã số 317 có giá là 300.000, 5 cây trắng Phú Thọ. Đấy,
em bảo hành, bác cứ yên tâm, em bảo hành cho các bác là chuẩn hoa chuẩn giống nha các bác nhá. Mã số 317 có giá là 350.000. Trước nó đắt thì người ta mới bán lừa đảo thôi, giờ rẻ này rồi thì cũng chả ai lừa làm cái gì cả. Giò tiếp theo đây là một giò Đai Châu. Giò Đai Châu. Đấy, mã số 155. Giò này có 1 2 3 4 5 6 7 cây, to nhỏ được 7 cây các bác nhé. To nhỏ được 7 cây Đai Châu. Và bụng rễ của nó thì nó thuần rất là lâu rồi, 3 năm nay rồi, thế nên các bác cứ yên tâm về cái độ thuần của nó. Mã số 155 có giá là 700.000 nha các bác nhé, 700.000. Trồng từ những cây bé tí tí lên nên bây giờ đã được như này thì cũng mất rất là nhiều công sức nha các bác nhé. Mã số 155 có giá là 700.000 nha. Rồi, anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhé. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.